Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Để khởi động cho một tiết học thú vị, hãy quan sát vào bức tranh và cho cô biết trong tranh có những con vật nào nhé. Chính xác rồi. Trong bức tranh chúng mình có con công con cò, con cú, đúng không nào? Như vậy, ở tên của các con vật này có xuất hiện chữ cơ. Tuy nhiên, chúng mình sẽ tập trung vào tiếng co và cú. Trong tiếng co, chữ cơ đứng trước chữ o và trên đầu chữ o còn có dấu huyền. Trong tiếng cú có chữ cơ đứng trước chữ u và dấu sắc có trên đầu của chữ U. Việc kết hợp này cho chúng mình rất nhiều tiếng và từ thú vị, phải không nào? Với chữ cờ, âm cờ cùng với dấu sắc và dấu huyền cũng chính là nội dung mà hôm nay chúng ta sẽ được học. Các bạn sẽ cùng với cô đến với bài học số 3, chữ cờ, dấu huyền và dấu sắc. Phần đầu tiên, trong bài học hôm nay của chúng mình đó là nhận diện. Cô có chữ cờ in hoa, chữ cờ in thường, chữ cờ viết thường. Cùng cô quan sát lại nhé. Đây là chữ cờ in hoa, chữ cờ in thường và chữ cờ viết thường. Rất đơn giản phải không nào? Để giúp chúng mình nắm chắc kiến thức, các bạn hãy thực hiện bài tập sau. các con giỏi lắm cô khen tất cả các con sau đây hãy cùng cô đọc chữ cái này nhé trước hết các bạn có thể lắng nghe cô đọc mẫu cơ cơ khi đọc chúng mình cần mở miệng đẩy hơi ra ngoài một cách tự nhiên các bạn nhé hãy cùng cô tập đọc nào cơ cơ rất tốt hãy lắng nghe và tìm giúp cô đâu là cách đọc đúng của chữ cơ nhé. Rất chính xác. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng với nhau nhận diện và đọc dấu huyền hay còn gọi là thanh huyền. Cô có, đây là dấu huyền. Các bạn cùng quan sát vào màn hình và đọc cùng cô nhé. Huyền Huyền Cô có tiếng ba và tiếng bà, Tiếng ca và tiếng ca Các bạn hãy cùng đọc với cô nào Ba Ba Ca Ca Như vậy, có thể thấy khi đọc tiếng ba thêm dấu huyền Mình sẽ đọc thành ba khi đọc tiếng ca thêm dấu huyền mình sẽ đọc thành ca, cách phát âm khác nhau đúng không nào? Hãy giúp cô hoàn thành bài tập sau đây nhé. Bên cạnh đó, chúng mình cũng có các tiếng có chứa dấu huyền khác mà mình hay bắt gặp như là co, bo, đo, so. Các con có thể đọc theo cô nào? Co Bo Đo So À, chúng mình rất giỏi đấy! Một trong những thanh điệu mà chúng mình phát âm mỗi ngày đó là dấu sắc Hay còn gọi là thanh sắc Cô có! Đây là dấu sắc Các bạn cùng quan sát vào màn hình và đọc cùng với cô nhé! Sắc Sắc rất tốt cô có tiếng ca cá mi mí đa đá các bạn cùng đọc với cô nào ca cá mi mí đa đá wow các bạn rất giỏi như vậy tiếng ca khi thêm dấu sắc sẽ thành cá, tiếng mi khi thêm dấu sắc sẽ thành mí và tiếng đa khi có dấu sắc trên đầu chữ a thì sẽ đọc thành đá. Để hiểu thêm về phần này hãy cùng cô tìm ra cách đọc đúng trong bài tập sau đây nhé. Các em ạ. À, Chúng mình rất hay nhầm lẫn giữa việc đọc dấu huyền và dấu sắc, cũng như cách viết của hai dấu này. Cô có các cặp từ sau, các bạn hãy cùng quan sát. Cà, cá, hồ, hố. Cà, cá, hồ, hố. Để chắc chắn chúng mình không bị nhầm lẫn, các bạn hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây nhé. Các con đã làm rất tốt. Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với phần nhận diện và đánh vần mô hình tiếng nhé. Đầu tiên, cô có mô hình tiếng ca. Quan sát, chúng mình sẽ thấy âm cơ đứng trước, âm chính là a đứng sau. Chúng mình sẽ đánh vần là k a k các bạn cùng đọc theo cô nhé k a k a k k tiếp theo chúng mình sẽ nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có dấu huyền nhé các em cùng quan sát vào mô hình tiếng k có âm k đứng trước âm chính là a đứng sau kèm với dấu huyền đặt trên âm e chúng mình đánh vần là cờ e k huyền k k cùng cô đánh vần và đọc trơn lại nhé cơ e k huyền k k các con làm rất tốt cuối cùng chúng mình sẽ đến với mô hình nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có dấu sắc Quan sát vào mô hình, có thể thấy chúng mình được đọc tiếng cá. Trong tiếng cá có âm cơ đứng trước, âm chính là A đứng sau, kèm với dấu sắc đặt trên đầu của âm A. Chúng mình đánh vần là cơ A ca sắc cá. Cùng cô đánh vần và đọc trơn lại nhé. Cơ A ca sắc cá cá rất giỏi để chắc chắn là chúng mình đã thuần thục trong việc đọc và nhận diện các tiếng trên hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây nhé tiếp theo hãy cùng cô đến với phần luyện viết nhé ở bài học ngày hôm nay chúng ta có các chữ cần viết là cờ ca cà và cá. Trước hết, hãy cùng cô quan sát vào màn hình. Chúng ta có cách viết chữ cơ như sau. Ở video hôm trước, cô đã hướng dẫn đến các bạn cách viết chữ A. Từ đó, chúng mình có thể ghép lại và viết thành tiếng K, K và cá Lưu ý, chữ cơ và chữ A được viết liền nhau. Chữ cơ đứng trước chữ A đứng sau. Khi viết tiếng cà hay cá, các bạn cần phải đặt dấu huyền hoặc là dấu sắc ở trên đầu chữ A nhé. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ hướng dẫn đến các con cách viết số 3. Hãy cùng cô quan sát vào màn hình. Ở đây chúng mình có một con gà, hai con gà, ba con gà, tương ứng với các chữ số 1, 2 và 3. Ở bài học này, cô sẽ hướng dẫn đến các bạn cách viết số 3. Các con có thể luyện tập nhiều hơn ở vào tập viết của mình nhé. Trong video bài học hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các bạn cách để gõ phím máy tính các tiếng trên nhé. Trước hết, phải xác định được vị trí của chữ cơ đây là vị trí của chữ cơ có trên bàn phím. Muốn gõ tiếng ca, chúng mình phải gõ chữ cơ trước. Sau đó là đến chữ A. Quá đơn giản phải không nào? Vậy muốn gõ tiếng ca thì làm như thế nào nhỉ? Trước hết, các bạn phải gõ tiếng ca như vừa rồi cô đã hướng dẫn. Sau đó gõ vào phím F thì chúng ta sẽ có dấu huyền. Như vậy là mình được tiếng ca và nếu như muốn gõ tiếng cá chúng mình cũng cần gõ tiếng ca sau đó nhấn vào phím s để có tiếng cá hãy thực hành nhiều để nhớ vị trí của các phím các con nhé cuối cùng để kết thúc bài học hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng đến với phần mở rộng với chữ cờ trong bài học này cô có các hình ảnh sau đây các bạn cùng đọc với cô nhé cơ cam cơ cua cơ cáo cơ co Như vậy, các từ mình vừa đọc có xuất hiện âm cơ. Chữ co có xuất hiện dấu huyền và chữ cáo cũng có xuất hiện dấu sắc. Những lúc rảnh rỗi, các con có thể nhìn xung quanh mình xem có những sự vật con vật, đồ vật nào có xuất hiện âm cơ, dấu huyên hay dấu sắc nữa không nhé? Bên cạnh đó, hàng ngày chúng mình cũng rất hay nói những câu có từ và tiếng chứa âm cơ. Ví dụ như, bà cho con quả cam hay đơn giản là con cảm ơn. Chúng mình hãy cùng nghĩ xem đã từng nói những câu có tiếng hay từ nào chứa âm cơ nhé quan sát vào bức tranh chúng mình có con cào cào và đây là những nốt nhạc ở mẫu giáo chúng mình đã được học bài hát nào có con cào cào nhỉ à đúng rồi đó là bài con cào cào có cái cánh xanh xanh chúng mình cùng lắng nghe sai điệu này nhé một bài hát vô cùng vui tươi nhí nhảnh phải không nào các em có thể tập hát nhiều hơn để phát âm chữ cờ thật rõ nhé bài học của chúng mình đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo